Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại video tiếp theo của Lâm Huy Audio. Và rất vui khi được quay trở lại các bác trong chương trình ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì bên em về được một cái lô súp tuyển chọn của JBL Bastion 12 các bác nhé. Đây là một lô súp tuyển chọn của JBL Bastion 12 này. Đấy, các anh nhìn này. Đây là một lô súp. Ở bên trong cũng có tầm khoảng độ gần chục cục B3200 nữa. Ở bên trong kia. Đúng không ạ? Ở đây các anh nhìn này. Về hình thức của con này, con súp bắt 30 các bác nhé. Con này thì em đã làm khá nhiều video chi tiết rồi. Cũng như là nội thất con này thì em đã đập ra rồi, đúng không ạ? Con này thì hiện tại bên em đang cho ra với giá là 2.900.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, bác nào đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Đấy, và đây là hình thức đằng sau của nó đây các bác nhìn này. Đấy, đằng sau của nó đây công suất này từ 350 đến 500W các bác nhé. Đấy, con này thì tất cả những cái dòng của JBL bây giờ thì đều được lắp ráp tại bên Trung Quốc, đúng không ạ? Đấy, Made in China này, số series và phân xuất xưởng đầy đủ các bác nhé. Đầy đủ những nguồn tín hiệu đây. Con này súp điện nay hơi này. Đấy, các bác có thể chơi được hai nguồn sử dụng chính luôn ạ. Nguồn tín hiệu hơi và nguồn điện các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò đối với con này. Bên em về được đâu đó gần chục cục thôi các bác nhé. Đấy, gần chục cục thôi. Đấy, cầm ra kho, vừa vận chuyển từ kho về đây xong để mang ra cửa hàng đây. Đấy, hiện tại anh em đang xuống hàng đây rồi. Đấy, hàng về liên tục các bác nhé. Đấy, trong ngày hôm nay thì liên tục có những đơn hàng đã được đóng gói và chuẩn bị lên đường. Một năm 20 Pro đây. Bên em đã đóng hàng xong đây rồi. Còn rất là nhiều đơn chưa trả được các bác trong ngày hôm nay. Đấy, chưa kịp đóng các bác nhé. Đấy, vừa về hàng. Đấy, vừa xuống hàng xong thì chưa kịp đóng. Đấy. Chưa kịp đóng những đơn hàng. Đấy. Đấy, mấy anh em đang vận chuyển xuống các bác nhé. Đây về hình thức còn 1520 Pro các bác nhìn này. Súp trong súp ngoài luôn, đúng không ạ? Súp trong súp ngoài. Và đặc biệt là bên em vừa về được đúng hai cặp loa bốt các bác nhá. Hai cặp loa bốt. Đấy. Đây là một bốt xịn đây. Con này thì con bốt này thì 1.600.000 đồng các bác nhá. Đấy, chỉ 1.600.000 con này thôi. Con này thì em đã làm nội thất bên trong rồi. Một cặp bốt. Đúng không ạ? Đây. Đây chiếc đằng sau con này đây. Con này thì của Mexico các bác nhá. Con này chỉ 1.600.000 thôi. Đúng không ạ? Số sơ đi và số xưởng đầy đủ này. Anh đấy em cặp bút xịn đây đấy. Và một cặp bút xịn các bác nhé. Một cặp bút xịn đẹp long lanh luôn đấy. Một cặp này đẹp long lanh luôn đấy. Còn này cặp bút xịn đẹp long lanh này. Đây là hơi ngược rồi. Hơi xước xác này thì không tránh được các bác nhìn nhé. Đây này. Hơi xước này thì không thể tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà con này thì rất là đẹp. Anh quay chính của em đấy. Quay lên này. Quay úp ngược lại để cho ấy số sơ đi đây. Đây lật đi. Nên ngược có ngược ở đây này. Quay số seri đây. Đây các bác nhìn này. Con này là con bốt 301 các bác nhé, seri 3. Đây con này của Hồng Kông đây. Đó, con này con của Hồng Kông các bác nhé. Con này nội thất bên trong thì em đã bật đập tung ra rồi, có video phân tích rồi các bác nhé. Đấy, đầy đủ bên trong. Con này bát 20. Bên trong bát 20 này. Đây và hai tép bên này, đúng không ạ? Và bác nào đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Đấy, và bây giờ thì em sẽ kết thúc cái video ở đây và hỗ trợ anh em xuống hàng các bác nhé. Đấy, xin chào các bác.